chị ơi, xe nó đèn rồi. Trời ơi, công nhận đi chợ sớm ra. 5 giờ chiều đi chợ. Đi bộ nữa hả? Đi bộ cầu giờ này. Sao mời mới về tới mà. Về thăm chung chơi nè. Ủa chị, trời ơi lâu lắm tôi mới gặp nghe. Con chị thì nó đi học đại học á em. Nó học đại học á hả? Mà tôi biết không? Tôi biết TikTok không? Tôi biết TikTok không? TikTok á. Mà chắc ở dưới quê tôi với con tôi biết chị đâu nha. Mà hỏi đâu rồi nổi trời. Đâu? Em đâu biết chị ơi. Trời ơi ba cái đó. Ở Sài Gòn mới biết chị ha. Con em đây đâu biết chị đâu. Trời ơi. Ủa nó sao cái này nó cứ mờ mờ. Cái con nó cứ mờ. Không được rõ hết á. Kiểu nó vậy á má. Hả? Ờ cái chị cắt cho con cái con. Trời ơi tôi không biết là sai lầm. Con trai chị là hot TikTok. Ba mấy ngàn người đăng ký trên mạng xã hội đó con. Nó đẹp trai lắm. Có duyên lắm. Mà em thì nó không có cái gì hết trơn ở dưới quê mà chị. Nó xấu đó chị ơi. Nó xấu thì đâu ai like cho ai thích chứ đâu. Trời ơi con giỏi quá à. Quá sai lầm. Trời ơi không những đồ đâu. Nó mua cây đèn 550 ngàn. Mày nó quay nó đẹp hơn á. Cây đèn xịn lắm luôn á chị nhé. Vậy á chị ha. Tốn tiền dữ ha. Ủa má ơi này để đâu giờ? Mà chị nghe nói đâu đây nó bắt đầu lâm xong qua quay YouTube được 3-4 ngàn người đăng ký rồi. Ngày nữa nó sẽ có nút bạc. Chị đem về đây chị mở tiệc ăn mừng với cưng nghe. Ủa má ơi, giờ cái nút này giờ mình để treo đâu giờ? Trời ơi, giờ không biết chỗ treo đâu luôn á. Treo đại đâu trước đây, trời ơi mắc mệt chứ. Chị giỏi vậy chị nghe. Trời ơi, ước chị. Em bận lắm con chị á, không được nữa. Cái gì cứ nói chị không chịu chứ cái này cứ nói chị chịu nè. À mà thôi, trễ rồi, giờ chị đi thăm ngàn sớm khác. Bye bye chị nghe. Từ đầu tháng cô Hồn á, chị về cẩn thận chút nha. Còn vài chục ngày nữa tới Tết rồi, các bác sắm sửa gì chưa? Nè cá, chị có tí cân nè, thấy gì không, thấy không? Chị mới nhuộm bộ tóc xuất sắc đang Tết tới đẹp, thấy gì không? Ủa chị mới qua chơi á hả? Trời ơi, tới giờ này còn chạy chiếc xe cù lẳng mặt tin này nữa hả? Đi qua nhà chị kìa, con chị nó mới sắm chiếc mẹt 30 tỷ. Trời ơi, nó đẹp lắm em ơi. Qua đi chị cho chạy ké. Thôi chị ơi, em nghèo, em có tiền đâu đổi xe chị. Em đâu có chạy mẹt 30 ngàn đi chị. Mà Tết tới xin về mày thấy chưa? Mày đi sắm đồ Tết chưa? Trời ơi con tao nó sắm bộ đồ. Nó ít có nổi vậy sợ nhung mì để tao đi chúc Tết nè. Trời ơi không biết hôm nay đi du lịch ở đâu? Singapore, Thái Lan hay là Indonesia? Xin lỗi chị à. Một khi thị cám nó ra tay rồi là không ai chơi lại nha chị nha. Đúng mắt mình rồi nè. Vẫn chưa chịu thua đâu. Ủa cám, tương còn dừa không cho chị xin trái dừa về nấu cơm thịt kho vịt coi. Thịt dạo này mắc quá nên chị mua cái 5 kg về kho ăn à. Dừa hả? Nè trời ơi mới đẻ mấy trái này chị vô coi lấy mấy trái chị lấy đi. Trời ơi nhà có mấy cục đất trồng được mấy cái dừa thì bán được nhiêu em? Chục vòng được có 10-20 ngàn à. À hả? Chứ đâu như ai kia suốt ngày á đi xin đồ hàng xóm mà còn chê can nữa chị. Mà hả? Nè cứ không? Con chị nó mới sắm điện thoại iPhone 10 của em. Trời ơi nó xịn dữ lắm. Em dọa em coi bấm điện thoại chị không biết. À em dân nhà quê mà đâu có xài đâu biết mấy đó đâu chị ơi. Chị hỏi người khác đi. Trời ơi có thử đi. Đẹp lắm vậy. Bấm thêm 10 có bấm theo giùm chị không biết gì cơ. Trời ơi em nghèo hèn đó sao. Điện thoại xịn vậy em xài được chị. Có 2 cái. Á chà. Ủa mà con cưng anh đang được xin gì vậy? Thì con em học sinh trung bình. Trời ơi con chị thì không có gì mà nó học sinh xuất sắc em. Trời vậy hả? Giờ nghỉ hè rồi em. Nghỉ hè rồi mà trường vẫn bắt nó đi học mình chuẩn bị thi quốc tế. Hả? Ủa 8 đó mới qua chơi hả? Còn tiền thi lại xong chưa 8? Vậy con học sinh xuất sắc mà con nói gì kỳ vậy con? Con nói gì kỳ vậy? Hả? Gì má nó học sinh dở
lỗi gì. Nó học chung lớp với con thì lại là như con biết nha. Chị xin đủ dừa cho chị. Trời ơi, chứ em dừa quá trời dừa. Khi cả xóm bạn nghỉ dịch. Ý ơi, rồi mày con nước gì chưa? Lên luôn nè, lên lên. Thôi lên á rồi. Cái này là tao bị lát. Tao bị lát mày ơi. Thôi thôi lát cái này, cả đám nó nói là lát. Mày lát cái tao mới chết. Chị không biết cái xóm này là cái xóm gì luôn. Trời ơi, bé nó đâu rồi bò. Ui, không có lo gì hết trơn á. Tối ngày đâu, không có tiêu rồi. Tôi biết mày dính chuyện khác. Em tôi nghĩ ngày đầu bệnh nhân bị sốt, cảm thấy mệt mỏi, đau cơ và ho khan. Tự nhiên tắt nóng lạnh rồi trời. Làm gì dữ vậy? Không cho chắc ăn tí ơi. Đa số bệnh nhân có biểu hiện khó thở, đặc biệt là những người cao tuổi có bệnh nền. Song zhe zhong ping ba yi dang zhi chang bu huan tang zhong ru zai ting qi lai ye bu zi ran hui tou qu kan zhe shi shuo la xie xie fan er cai kui jian de qing gan yi dang zhi chang bu huan tang zhong ru zai ting qi lai ye bu zi ran hui tou qu kan zhe shi shuo la xie xie fan er cai kui jian de qing gan o 爸爸妈妈给我的不少不多，足够我在这年代奔波。Chị em nhà cám. Ê la, tiên à, hai tụi mày ra rửa chén coi. Nằm suốt ngày suốt đêm, tao ruộng vô xíu cho thấy xong nóng chén là tao giết cái chén nó hỏng hai tụi mày á. Có rửa ngoài, có nhiêu đây cũng rửa, tao chưa nắng. Trời ơi, đang quay TikTok luôn nhở nha, rửa chén không hiểu nổi luôn á. Làm em như mày, đáng lẽ mày rửa mới đúng. Thôi, chị là con gái, chị rửa đi. Thôi, đừng có phân bì, mày nhỏ hơn mày rửa mày kêu chị. Con gái xin nha, con gái rửa. Không có chuyện đó, mày rửa làm hợp lý nhất con trai theo nhượng gái. Nữ công gia chính nó có chồng con gái rửa thì rửa. Tao nói mày rửa, em nói chị rửa, mày rửa. Hai tụi mày đều rửa. Ở cái cành anh chị em vậy đó. Coi chị em con nhà người ta kìa. Bây giờ mình ơi, rửa lẹ cho tao à. Tại mày làm biến không có bị chửi đó. Nó chị không, tại chị không có bị chửi đó. Tao ra tại mày á, mày tối ngày nhiều chuyện á, bị chửi. Tại chị á, chị không rửa. Tao bị chửi, tại mày, tại chị. Tất cả tại mày, tại mày, tại chị. Tại mày, tại chị.
đừng nói lại tại mày. Ai ai qua tiền giang số vào mỹ bất dạy. Thủy đâu rồi, rửa chén chưa? Đây, con đang rửa chén đây. Ông phải đổ trên trước đó. Lãng quả mà nói anh tao nha. Con biết rồi. Con cái gì vậy? Nuôi làm gì cho chặt chắc? Khi bạn có đứa con còn tệ hơn vợ thằng đậu. Ê, lấy tao miếng nước coi mệt chết vậy. Dạ. Đồ ra lặt ba cái bông sữa đũa này nè. Mà con đâu có biết lặt ba cái này đâu. Không biết làm gì trơn mày coi tao nè. Mày lặt bỏ cái phần này, bỏ cái phần bông trên đây, rồi xong rồi bỏ luôn cái phần nhị bông. Vậy là xong rồi. Nói đâu mà không biết à. Mà khoan, còn bông nhỏ, bông vàng sao má? Thì cái nào nhỏ quá mày bỏ, còn cái nào mà già quá thì mày dùng đó. Thôi, lấy à. Bông này nhìn héo quá, chắc già. Bông này nhìn tươi, mà cái này bị rách. Dùng. Hai cái bông này chưa nở, chắc còn non. Dùng. Ủa mày cắt cỏ vậy rồi hả? Ờ tao xong rồi, ờ bông nè, mắt cái bông sữa đổ xong chưa? Tao có mặt rồi, ờ đem ra để tao nấu canh, tao đi rửa tay cái. Nè má ơi, được như đây. Gì mà cho bé lắm mà mày còn có lấy cái bông vậy? Ủa chứ không phải nó kêu con nào non, cái nào già mày giật hết hả? Là giả chân. Ủa cám sao cưng không lại nhãn tắm ăn đánh võ kìa, làm hì hì đánh luôn đó. Chị mới đi quất bụng về nè. Trời ơi chị ơi, em với anh Tắm đó giờ nghịch có ưa nhau đâu mà bị dám nổ. Ơi chị ơi. Ủa chị hả? Trời cái gì chị cố chết nó em ơi. Cái mặt nó kìa, trời nó hiền dịu gì. Cái mặt giả trân giả chiếc. Ai mà coi ra được. Ủa nó giả không? Ủa chị cũng ưa nè, sao tao kể em nghe coi. Thấy vậy thì ghét muốn chết luôn. Không nể tình tía má nó, hồi xưa chị mới đi đánh võ đó đâu người. Trời ơi con kìa, đi kìa dẻo ở dưới quê là như đó Sài Gòn. Đi dẻo nhìn mặt ấu luôn. Cứng lắm, chị thì chị ghét hồi xưa giờ chị không ưa được. Trời đất ơi, em ngồi em ghét đó, còn người ghét hơn em nữa. Ừ. Thôi chị ở đây ngồi chơi xíu đi, em đi bể vài cái dưa leo gì cho hàng xóm ăn nè. Ờ vậy hả, chị bể dưa leo hả, gì nhớ cho chuyện trái thì chắc mặt nạ chị đẹp da nha. Trời ơi, ổng này chắc sống thằng. Trời yên tâm, chúng em cho. Nè, nó làm gì ta, không cho chị miếng đồ ăn nè. Có chị nè, trời ơi, có gì đâu mà cũng cho đồ ăn rồi ý cho chị em với nhau không mà. Mà cứ qua nhãn cám hả, cứ cho nhãn cám hả. Trời ơi, chị biết hả, em nó có ưa gì nhau đâu mà ở đó mình rủ chứ điếp. Trời đất ơi, nói cho mày nghe nè, mày ôi tao cũng có ưa con cám đâu. Trời ơi, con gừng bạc cái mà con giữ quỷ gì vậy. Sao, kể nghe coi. Bà xuống đi, chị rành sáu câu về nó, chị đâu có ưa nó đâu, cưng ơi. Bà vậy chị chị cũng biết cho mày ghét anh mà. Trời ơi, nói gì nó ghét mình thích lắm chị ơi, kể chị. Cái mặt không có miếng vuốt nữa mày đặt từ thiện cực ơn, thấy không? Trời ơi, con người không hiểu gì sao mà khóc chuyện vậy nữa. Chị hả chị? Đúng rồi đó em. Chị hả chị? Đúng vậy đó. Qua cho chuyện trái với leo đắp mặt nạ. Mà ơi, thêm trái đi chị, thêm trái đi. Trời ơi, trái đủ mặt này cũng cho chị nhiều dữ vậy. Trời đất ơi, lấy đi chị ơi. Chị tới hai cái mặt lần mà đắp trái sao đủ. Anh sẽ... Ba môi tay, chuyện cái mặt trái.